Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình e-gớp ăn chia tổng phần thưởng là 10.000 tỷ tập cần Mami Inu nè bạn. Thì trình e-gớp này nó như sau nè bạn. Thì mỗi người đăng ký vào tài khoản điện form này thì mỗi người nhận được 5.000 tập cần Mami Shiba Inu nè. Và chương trình e-gớp này dành 200.000 đô la cho 100 người may mắn ngẫu nhiên người ta các bạn. Thì để tham gia giao hôm nay các bạn cần lý sử dụng link mô tả dưới video mà link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn xào kính gấp kính seller nè. Rồi các bạn xôn xào các bạn. Xôn xào kính gấp nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Xôn tiếp kính seller nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi sau đó các bạn theo dõi Twitter nè. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi, ủa, sorry các bạn like và tweet đang 5 người bạn vào các bạn. Rồi, các bạn like nè. Các bạn kích dẫn cho bị giết đứa game tăng 5 người bạn mình vào nè. Dán nào nè. Rồi, các bạn tweet lên nè các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi, xong xuôi xuống đây các bạn điền thông tin thôi các bạn. Dòng đầu tiên thì username tại Twitter của tất cả các bạn nhé các bạn. Dòng link kia này nè, hát chính nè. Dòng thứ hai thì có link request nè. Thì bạn mở tại Twitter của mình. Rồi tại Twitter bạn nhấp vào. Đây là username mình nè các bạn. Rồi bạn mất vào một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ các bạn, các bạn là tại Twitter nè. Share chép liên kết nè. Gửi vào đây nè. Tiếp tục mình gửi username Telegram của mình. Thì bạn mở Telegram mình ra nè. Các bạn nhấp ba cánh cùng nè, vào setting nè, copy username mình là cộng anh 4 số 3 nè. Cộng anh 4 số 3 1234. Tiếp tục mình gọi địa chỉ VPN sẽ mất trên Delta 20 trên dưới chocolate của mình nè. Bạn sao chép nè. Rồi gửi vào liên phong đây. Xong xuôi các bạn kiểm tra một lần nữa, xong xuôi đúng hết thì bọn em gỡ nó xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn bạn tham gia chương trình này góp nhận 5.000 tập cần Mami Shiba Inu đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.